What's up anh em? Chào tất cả mọi người. Không biết là những cái thời gian dành của các bạn thì các bạn dành cho việc gì? Đối với mình thì mình tận dụng cái khoảng thời gian dành của mình. Thứ nhất là mình đọc sách này. Mình đi gặp một số người bạn ở bên hội điện thoại, ở bên hội chơi xe, cũng như là trau dồi thêm một số kiến thức của mình còn thiếu bằng cách thường là mình sẽ đọc sách đó, hoặc là xem những cái tài liệu mà liên quan đến những thông tin mà mình cần tìm hiểu. Và mình có khi là mình rất thích đồng hồ nữa, mình rất đam mê đồng hồ. Tuy nhiên là mình vẫn dành một khoảng thời gian khá là lớn, ban ngày thôi nhá, ban đêm mình chắc chắn là phải dành cho gia đình rồi. Ban ngày để mình chia sẻ những cái thứ mà mình biết tới những anh em đam mê, những người mà quan tâm tới những thứ mà anh em chúng ta chơi. Thì ngày hôm nay tôi muốn mang tới đây một cái chiếc điện thoại. Thời gian gần đây nó bắt đầu gây đến một cái cơn sốt. Tôi nhớ là cách đây một thời gian nó cũng không sốt như vậy đâu, nhưng mà không phải là tự hào, nhưng mà tôi nhớ là tôi có bán một con máy 9105 rất là mắc. Tôi bán một cái con máy màu tím này, tôi có mua lại của một người ở Việt Nam, sau đó tôi có bán lại, bán với cái giá rất là đắt. Tôi bán cái con máy màu tím đó với giá là 3 triệu. Thời đó nó rất là ít, nó rất là ít ở Việt Nam chứ nó không tràn lan như bây giờ đó. Thì lâu lắm rồi mình lại mới ship về được một số con. Thì ngày hôm nay mình có ở trên tay, bên tay trái mình đây là cái chiếc 9105 đó, của Ả Rập đó. Nhìn nó rất là dễ thương. Mình ship về đúng được 3 cây, mình bán cho bạn mình 1 cây, bán cho khách 1 cây, và mình giữ lại cái cây này tại vì nó quá là sexy, nó quá là dễ thương. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi lại có một cái cây nữa khá là đặc biệt, tức là cây này tôi ship về bên Anh. Cái máy này mình ship từ Anh về. Thì khi mà mình ship về thì mình mới nhận ra được là nó có một số cái điểm nó khá là hay. Nó khá là hay là điều đầu tiên là các bạn nhìn cái máy của người Tây họ đã xài rồi, nên là cái sườn của nó bóng này, nó rất là bóng. Đó, nhận thấy không? Nó rất là bóng, nó bóng nhưỡng luôn. Tại vì người Tây họ đã xài rồi. Người Tây họ đã xài. Nhưng mà cái điều hay mà tôi thích ở cái máy này đó là nó còn OS 5.0. Đó, một điều nó rất là hay. Nó rất là hay mà tôi cũng rất là thích. Đó, hoặc là đối với những người anh em sưu tập thì chúng ta cũng thấy khá là thú vị. Đó thì đây, con máy này tôi ship cũng hình như là tôi nhớ là tôi đã ship được khoảng tầm hơn 1 tháng. Nó kẹt ở bên, tôi ship từ Anh, sau đó nó chuyển về kho Mỹ, sau đó nó về Việt Nam. Nó kẹt cả 1 tháng trời. Nhưng mà điều đặc biệt thì tôi muốn cho anh em thấy một điều như thế này. Bây giờ tôi sẽ vào phần này nha. À, một điều khá là thú vị nữa anh em này. Tôi cho anh em thấy là cái cây 9105 á, anh đó anh mua thì nó có cái thẻ 2G nhé. Nó có cái thẻ 2G kèm theo máy. Đó, nó vẫn có cái thẻ 2G nhỉ, rất là xịn. Đó, rất xịn. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ mở cho anh em nghe một cái bài nhạc để anh em thấy được cái điều rất là hay của cái dòng máy này. Mà thực sự tôi cũng bất ngờ. Anh em nghe thấy chưa? Nó rất hay. Thật sự là lúc đầu đây này, người Tây họ có xài nó cũng hơi chầy chầy một chút xíu, nó không có thể mới leng keng được đó. Nhưng mà anh em nghe rất là tuyệt vời. Tôi không nghĩ là một cái chiếc máy nhỏ xíu nhỏ xíu này mà nó lại có thể có một cái công lực nó hay đến mức độ như vậy. Thật sự là nó rất hay đó, khá là tuyệt vời. Tuy không được mới 100%, nhưng mà nó cũng cái điều đầu tiên là nó zin, nên là nó tạo cho mình có một cái cảm giác rất là thích thú. Cái điều thứ hai nữa là cái khi mà mình về đến nơi thì mình lắp sim và mình nghe gọi và mình test thì mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Trước giờ thì tôi vẫn cứ thích 49.000, tôi vẫn thích những cái máy khác, nhưng mà khi mà nghe cái loa của em này phát lên thì anh em nghe nhé, rất ấm. Tôi không tin là tại sao cái chiếc máy này nó lại phát ra cái âm thanh nó hay đến mức độ như vậy. Hay quá. Đó, chỉ muốn chia sẻ một chút xíu thôi. Đó, đây là cũng là cái máy mà 91 và 9105 là cái máy mà nó có cái dãy điều hướng trên này để chúng ta có thể nhường chơi nhạc đó, nách nhạc này, lùi nhạc này, rất là hay. Quá là tuyệt vời, tôi không tin là tại sao nó lại phát ra cái thứ âm thanh hay như thế này. Hay. Kinh khủng. Rồi, tôi sẽ truyền tải thêm nhiều video tới anh em nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.